Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, độc nhất vô nhị, được sản xuất tại Nga, an toàn nhất, tốt nhất có thể và rất lớn. Đó là những từ dùng để mô tả chiếc máy bay Ilyushin IL-96-300PU mà Tổng thống Nga Vladimir Putin dùng cho các chuyến công du trong và ngoài nước. Theo hãng thông tấn TASS, Russia Beyond, nhìn bên ngoài, chiếc máy bay của người đứng đầu nước Nga trông giống các máy bay Ilyushin IL-96-300 truyền thống khác. Nhưng chiếc máy bay này lại khác biệt không chỉ ở chữ cái PU mà bên trong nó được trang bị hệ thống liên lạc tiên tiến, bảng điều khiển hạt nhân, các biện pháp đối phó với tên lửa. Theo Simple Flying, chuyên cơ của Tổng thống Nga có giá khoảng 504 triệu đô la Mỹ. Theo trang web chính thức của nhà thiết kế, chiếc Ilyushin IL-96-300PU là một chiếc máy bay thân rộng dài 55m và sải cánh 60m, có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 900 km/h, gồm 4 động cơ phản lực. Máy bay này do tổ hợp hàng không Ilyushin thiết kế và do Hiệp hội sản xuất máy bay Voronezh sản xuất. 4 động cơ của máy bay do nhà sản xuất động cơ Avias Vigatel sản xuất. Động cơ của chiếc Ilyushin IL-96-300PU cũng được sử dụng trên chiếc Tupolev Tu-204 và Tupolev Tu-214, hai trong số những máy bay thương mại phổ biến nhất ở Nga, nhìn chung giống Boeing 757. Máy bay ở phiên bản chở khách tiêu chuẩn có 300 chỗ. Tại sao Tổng thống Vladimir Putin lại thích chiếc Ilyushin IL-96-300PU? Đó là vì đây là thiết kế hứa hẹn nhất của Nga, đỉnh cao của ngành chế tạo máy bay Nga. Ngoài ra, đối với đội máy bay của Tổng thống, 4 động cơ là cần thiết vì ngay cả khi 2 động cơ bị hỏng, máy bay vẫn có thể tăng hoặc giảm độ cao, vẫn có thể tiếp tục bay thêm tới 800 km và hạ cánh. Thoạt nhìn, chuyên cơ của Tổng thống Nga không quá khác biệt so với máy bay tiêu chuẩn do Rossiya, một trong những hãng hàng không lớn nhất và lâu đời nhất của Nga và là công ty con của Aeroflot vận hành. Giống như hầu hết các máy bay của Rossiya, hầu hết thân, cánh và đuôi máy bay Tổng thống đều có màu trắng. Tuy nhiên, bên trong máy bay lại khác, nó phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và liên lạc. Nhưng yếu tố này khiến chiếc Ilyushin IL-96-300PU được mệnh danh là Điện Kremlin bay. Với khả năng liên lạc chuyên biệt, máy bay có thể truyền các tin nhắn được mã hóa từ mọi độ cao đến bất kỳ điểm nào trên thế giới bằng bất kỳ kênh liên lạc nào. Chữ cái PU trong tên gọi của máy bay là viết tắt của Pul Upravlenia, trong tiếng Nga có nghĩa là điểm chỉ huy. Ngoài ra, máy bay của Tổng thống Nga cũng được trang bị nút hạt nhân. Chiếc Ilyushin IL-96-300PU cũng sở hữu những thiết bị tối tân để có thể đối phó với những tình huống bất ngờ. Điều kiện sống và làm việc bên trong máy bay thực sự không hề thua kém Điện Kremlin. Trên máy bay có văn phòng riêng của Tổng thống, một số phòng họp, phòng hội nghị, phòng thư giãn cho Tổng thống, phòng khách, phòng tập thể dục mini, phòng ăn, quầy bar, phòng tắm và khu y tế riêng biệt với các trang thiết bị hồi sức và cấp cứu. Tất cả đồ trang trí đều có tông màu sáng và nội thất được trang trí bằng các tấm thêu do các thợ thủ công thực hiện. Thưa quý vị, tờ New York Times hôm 15 tháng 6 đã công bố một số tài liệu mà họ tuyên bố là bản dự thảo của một thỏa thuận hòa bình được Moscow và Kiev đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng đầu tiên của cuộc xung đột ở Ukraine. Theo tờ New York Times, Mỹ và Ba Lan đã không hài lòng trước những đề xuất này vì lo ngại chúng sẽ dẫn đến việc giải giáp Ukraine. Nhật báo Mỹ đã xuất bản 3 tài liệu. Một đề ngày 17 tháng 3 năm 2022 được cho là văn bản dự thảo hiệp ước do phía Ukraine đề xuất, phiên bản tiếng Anh được cho là do New York Times thu được. Theo các điều khoản trong tài liệu, Ukraine đã đồng ý duy trì tình trạng trung lập vĩnh viễn để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Họ cũng được cho là sẽ không tham gia vào bất kỳ khối quân sự nào và chấm dứt các thỏa thuận không phù hợp với tình trạng trung lập của mình. Kiev cũng phải công nhận Crimea là của Nga và Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk là các quốc gia độc lập, cũng như khôi phục cơ sở hạ tầng bị lực lượng của nước này phá hủy trong khu vực từ năm 2014 đến năm 2022. Theo nguồn tin này, văn bản trên cũng đặt ra giới hạn đối với số lượng thiết bị quân sự hạng nặng của Ukraine.
mặc dù Nga nói rằng trên thực tế họ không yêu cầu việc cắt giảm lực lượng vũ trang. Tài liệu do New York Times xuất bản cũng có nhiều ghi chú quan trọng từ cả hai bên, gọi các điều khoản hoặc từ ngữ nhất định là không thể chấp nhận được. Các chú thích không thể hiện sự phản đối của Ukraine đối với ý tưởng công nhận Crimea là một phần của Nga hoặc chính thức trao quyền độc lập cho các nước Cộng hòa vùng Donbass. Theo New York Times, dự thảo thỏa thuận không được lòng các quan chức Mỹ. Một quan chức cấp cao giấu tên nói với tờ báo rằng, tại một cuộc họp với những người đồng cấp Ukraine, người Mỹ gọi đó là việc giải trừ vũ khí đơn phương. Ba Lan được cho là muốn ngăn cản thỏa thuận được thực hiện. New York Times cho biết, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo NATO vào tháng 3. Ở tài liệu thứ hai, đề ngày cuối tháng 3 năm 2022, được cho là một thông cáo chung nội bộ, trong đó mở rộng danh sách đảm bảo an ninh cho Ukraine và nói thêm rằng tình trạng của Crimea sẽ do Moscow và Kiev xác định trong thời gian từ 10 đến 15 năm. Tài liệu thứ ba được New York Times công bố, được cho là một dự thảo thỏa thuận hiệp ước ngày 15 tháng 4 năm 2022. Theo tài liệu này, Ukraine vẫn phải trở thành một quốc gia trung lập vĩnh viễn để đổi lấy sự đảm bảo về an ninh, nhưng được phép gia nhập EU và tham gia trong các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Quyết định về tình trạng của Crimea đã bị hoãn lại. Moscow được cho là đã yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ quân sự nào trong tương lai cho Ukraine chỉ được thông qua trên cơ sở quyết định chung của tất cả các bên bảo đảm an ninh. New York Times tuyên bố yêu cầu này hóa ra lại là vấn đề lớn nhất đối với Kiev và nói thêm rằng các bên cũng không thống nhất được về loại vũ khí mà Ukraine được phép sở hữu. Một số thành viên của phái đoàn Ukraine tại cuộc đàm phán vẫn tin rằng họ đã tiến rất gần đến việc đạt được một thỏa thuận. Đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết hai bên đã đạt được một thỏa thuận, nhìn chung được cả Moscow và Kiev chấp nhận. Tổng thống Nga cho biết trong một dự thảo hiệp ước đã được soạn thảo và được người đứng đầu phái đoàn Ukraine ký tắt. Điều đó có nghĩa là Kiev đã hài lòng với giải pháp như vậy. Moscow vẫn chưa chính thức bình luận về tính xác thực của các tài liệu mà New York Times công bố. Tài liệu được New York Times cho biết đã được xác nhận bởi những người tham gia giấu tên tại cuộc đàm phán. Hai bên đã không ngồi vào bàn đàm phán kể từ mùa xuân năm 2022 khi Kiev rút lui khỏi các cuộc thảo luận. Nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine tại Istanbul, David Arakhamia, tuyên bố vào tháng 11 năm ngoái rằng Thủ tướng Anh lúc đó là ông Boris Johnson đã tới Kiev để thuyết phục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rút khỏi các cuộc đàm phán với Nga. Kể từ đó, Nga đã nhiều lần ra tín hiệu sẵn sàng đối thoại, đồng thời cáo buộc Kiev và các nước phương Tây ủng hộ nước này từ chối tham gia ngoại giao. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, lực lượng Nga không có kế hoạch tấn công Kiev khi tiến về thủ đô của Ukraine trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột. Trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga hôm 14 tháng 6, Tổng thống Putin lưu ý rằng Ukraine và phương Tây vẫn tiếp tục suy đoán về ý định của quân đội Nga khi họ áp sát ngoại ô Kiev vào cuối tháng 2 năm 2022. Ông Putin nhấn mạnh, không có quyết định nào về việc tiến vào thành phố 3 triệu dân. Theo Tổng thống Putin, bước tiến của quân đội Nga về phía Kiev không gì khác là một hoạt động nhằm thuyết phục Ukraine đàm phán hòa bình. Ông nói, quân đội ở đó có thể thúc đẩy phía Ukraine tham gia đàm phán, cố gắng tìm ra một giải pháp có thể chấp nhận được và bằng cách này chấm dứt các hoạt động của Ukraine nhằm vào Donbass từ năm 2014. Ông Putin nhắc lại, cuộc xung đột giữa chính quyền Ukraine và Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk nổ ra sau cuộc đảo chính ở Kiev vào tháng 2 năm 2014, đặt ra mối đe dọa đối với an ninh Nga. Việc tiến quân về Kiev của lực lượng Nga thúc đẩy các cuộc đàm phán dẫn đến các thỏa thuận phù hợp với cả Moscow và Kiev. Tổng thống Putin nói, đề cập đến các cuộc đàm phán diễn ra giữa hai bên tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3 năm 2022. Ông Putin nói vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, chúng tôi đã rút quân khỏi Kiev vì chúng tôi yên tâm rằng việc tạo điều kiện để kết thúc quá trình đàm phán chính trị là cần thiết. Các nước phương Tây khi đó khẳng định rằng chính quyền Ukraine không thể ký những thỏa thuận như vậy. Tuy nhiên, Kiev và các đồng minh phương Tây lại cho rằng việc Nga rút quân khỏi vùng thủ đô Ukraine không phải là một cử chỉ thiện chí của Moscow mà là kết quả của những thành công quân sự mà quân đội Ukraine đạt được. Ông Putin nhắc lại, ngay sau khi quân đội Nga rút đi, giới lãnh đạo Ukraine đã ngừng tham gia quá trình đàm phán. Châu Âu cần duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Moscow nếu muốn tiếp tục được coi là một trong những trung tâm phát triển của thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất.
Ông Putin nhấn mạnh rằng Nga đã sẵn sàng hợp tác với châu Âu và khẳng định Moscow không có ý đồ xấu, đồng thời chỉ ra rằng tất cả những tuyên bố gần đây của các quan chức phương Tây về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công của Nga là vô nghĩa. Tổng thống nhấn mạnh mối đe dọa lớn nhất đối với châu Âu hiện nay không phải là do Nga gây ra, mà là do sự phụ thuộc ngày càng trầm trọng của châu Âu vào Mỹ trong các lĩnh vực quân sự, chính trị, công nghệ, tư tưởng và thông tin. Ông lưu ý rằng ngày nay, nhiều lãnh đạo châu Âu dường như sợ mất thiện cảm với Washington hơn là đánh mất niềm tin của chính người dân của họ. Ông chỉ ra rằng châu Âu đang bị lôi kéo lãng phí tiền bạc và nguồn lực vào việc mở rộng sản xuất đạn pháo, vì những loại đạn này có thể sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kết thúc, và chúng cũng sẽ không giúp ích gì cho việc đảm bảo an ninh quân sự của châu Âu.